ta cùng nhau tìm hiểu tiếp phần tiếp theo của cái nhóm các cái dạng toán giải toán của lời văn. Mà chúng ta tìm hiểu tiếp phần tiếp theo là các lớp 4 và 5. Với lớp 4 thì các con sẽ được học một cái dạng toán của cái phần này là tìm hai số để khi biết tổng hoặc hiệu, hoặc là khi biết tổng của tỉ số hoặc là biết hiệu của tỉ số. Đây là một cái dạng toán khá điển hình, là một cái dạng toán có mẫu lời giải tương đối chuẩn xác dành cho học sinh tiểu học. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Đầu tiên là cái dạng toán là tìm hai số biết tổng và hiệu. Thì ở đây chúng ta thấy là có ba cái form mà mô tả cái bài toán này. Thì có hai cái dạng về lời giải của cái bài toán này thì có cho ta biết là có hai cách cái giải khác nhau. Thì chúng ta đã mô phỏng trên hai cái hình, trên hai cái form gồm có, tôi đặt tên là vẽ sơ đồ loại 1 và sơ đồ loại 2, là gồm có hình vẽ kèm theo. Ví dụ cái bài toán ta tìm hiểu cái bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu có vẽ sơ đồ loại 1 là như thế nào. Thì với cái form này thì phần mềm sẽ tự động sinh ra các cái bài luyện các cái bài giải toán của lời văn ở dạng này. Lớp 4 lớp học có 54 học sinh, số học sinh trai hơn số bé học sinh gái là 4. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh trai và gái. Như vậy là đây là cái hình vẽ để mô tả, đây là cái số lượng học sinh trai, số lượng học sinh gái. Như vậy đây là hai số biết tổng của chúng là 54 và biết là cái số lớn nhiều hơn số bé là bao nhiêu. Đây là cái hình vẽ đã mô tả và đây là cách giải. Thì với với cách giải của sơ đồ loại 1 này thì chúng ta cần tìm hai lần số bé, sau đó tìm tiếp số bé và số lớn. Thì đáp án sẽ ra là số lớn và số bé. Đấy, thì cách giải là như vậy và đó có cái dạng chuẩn của nó rồi. Đấy. Về loại 2, về làm cũng tương tự, nhưng mà cho thấy là đầu tiên ta tìm hai lần số lớn, sau tìm số lớn và số bé. Như vậy là vẫn là một cái bài toán như vậy, nhưng mà có hai cách giải khác nhau mà bản chất vẫn là một. Chúng tôi đã mô tả thành những cái form độc lập để tự động sinh ra những cái bài luyện cho học sinh. Cho học sinh sẽ giải lần lượt theo các bước trên màn hình, chính xác theo cái cách mà giáo viên chúng ta giảng dạy ở trên lớp. Đây là cái bài, cái dạng cái form tổng quát của cả hai cái dạng này, nhưng mà không vẽ sơ đồ, học sinh sẽ phải làm. Mình cũng tự động sinh ra cái đề bài và học sinh sẽ phải làm. Thì có cái dạng là như là cái dạng này là cái dạng làm ngắn gọn chỉ về đáp án, hoặc có những cái dạng bài là làm đầy đủ hơn theo cả hai cách, tức là hoặc là cách tìm hai lần số bé trước, hoặc là bài hoặc là cách là tìm hai lần số lớn. Mình cứ tự động sinh ra như dạng này. Đó. Thì với tất cả những form này đều có cái phần nhập dữ liệu đầu vào. Thì đây là cái phần nhập dữ liệu tổng thể cho toàn bộ các cái bài tập, các cái bài toán mà tìm hai số. Đây là cái dạng toán tìm hai số biết tổng và tỉ số. Thì cũng như vậy, chúng ta có lời giải theo kèm sơ đồ. Là biết tổng và tỉ số giữa chúng. Thì cái cách làm đã được chuẩn hóa như thế này, chúng ta cứ lần lượt làm ở trên màn hình. Cả đều đầu tiên là tìm tổng số phân bằng nhau là, xong tìm số lớn, xong tìm số bé. Tương tự như vậy là đây là cái dạng toán mà biết tìm tổng tỉ số nhưng không có sơ đồ. Còn đây là biết dạng toán là biết hiệu và tỉ số, thì cũng vậy, biết hiệu và tỉ số giữa hai cái số này. Thì cái giải cũng rất là chuẩn như này. Đầu tiên là tìm hiệu số phân bằng nhau là, sau tìm số lớn, sau tìm số bé. Đó là cái làm chuẩn. Thì như vậy, đây là cái dạng toán mà không có vẽ sơ đồ. Đối với lớp 5 thì chúng ta có cái phần đầu tiên là phần ôn tập giải toán, là ôn tập giải toán của lớp 4.
toán ôn tập lại cái phần giải toán bằng hai phép tính và giáo dục về đơn vị và cái bài toán tìm hai số biết tổng hiệu tổng tỉ số và hiệu tổng tỉ số. Tiếp theo là các con sẽ được học một dạng toán nữa là dạng toán tính tỉ số phần trăm, gồm có là cái dạng toán đơn thuần là tính tỉ số giữa hai số cho trước hoặc là cho trước tỉ số thì tính cái số thứ nhất hoặc số thứ hai. Đây là cái bài toán tính tỉ số phần trăm rất là đơn giản như thế này. Hỏi tỉ số phần trăm giữa hai số, đáp án các số sẽ ra sẽ làm phép chia và tạo ra cái số phần trăm như thế này. Đây là lời giải đầy đủ. Đáp số sẽ hiện ra phía dưới này, phải làm ta phải làm. Điều bên đây chúng ta phải làm. Chúng ta cũng có thể là nhập trực tiếp cái đây là các dạng toán khác nhau, nhập trực tiếp cái giá trị đầu vào cho cái dạng toán này ở đây. Dạng toán tính tỉ số thứ hai, tỉ số thứ hai. Ví dụ như là người tiết kiệm từ nay đồng lãi suất tiết kiệm là 4% một tháng tính số tiền lãi sau một tháng. Đấy là cái dạng toán như vậy. Chúng ta sẽ phải làm. Tính 20% của số này. Đấy, là dạng tính số thứ nhất thì là như thế này. Tính một số biết 2% của nó là thằng này. Và tính ngược lại rồi vào bên trên. Đây là còn nó làm cái phép nhân thế này thôi, phép nhân và chia như thế này. Đấy. Tiếp theo ở phần ở lớp 5 có hẳn cái bài toán rất là khó là bài toán liên quan chuyển động đều. Thì ở đây là một trong những dạng toán rất là khó cho học sinh lớp 5. Bắt đầu cho học sinh tìm hiểu những cái bài toán phức tạp hơn mà có ứng dụng trên thực tế. Thì đây là bài toán tính các cái tham số liên quan đến chuyển động đều, gồm có là bài toán tính vận tốc. Như vậy là bài toán tính vận tốc, bài toán là biết quãng đường, biết thời gian của tính vận tốc. Bài toán tính quãng đường là biết biết thời gian vận tốc tính quãng đường và cái bài toán khó nhất là tính thời gian, tức là biết quãng đường và vận tốc tính thời gian. Đấy, thì đây là các dạng toán mà bài toán đầu tiên là tính vận tốc đơn giản. Cho trước quãng đường và thời gian, như vậy vận tốc chỉ là một phép chia và ra được cái đáp án của vận tốc. Khá đơn giản. Còn dạng thứ hai là dạng tính quãng đường. Tính quãng đường, vậy là biết được thời gian và vận tốc của quãng đường sẽ là làm phép nhân. Nhân ngược là thế này. Còn cái dạng thứ ba là phức tạp nhất là thời gian. Thời gian thì cái dạng đơn giản thì nó có dạng đơn giản, dạng hỗn hợp và dạng thời gian là số thập phân. Khó. Đây là những cái dạng còn khó hơn. Đơn giản chỉ là một phép mà phép chia và ra đáp án là chính đáp án đó chính là cái đáp số luôn. Dạng thời gian hỗn hợp là khi mà tính thời gian ta phải chuyển đổi tính phút, sau đó thì chuyển ra giờ và phút như thế này, đáp án sẽ làm cái số mà hỗn hợp giờ và phút. Còn cái dạng thập phân thì là còn khó nữa, là chúng ta sẽ phải giải một cái bài toán cũng là tính thời gian mà đáp án nó sẽ ra là một số thập phân, là một số phân số, và sau đó chúng ta sẽ phải biến đổi phân số đó thành ra là hỗn số và chuyển sang ra cái dạng hỗn hợp như thế này. Đấy. Như vậy là đây là toàn bộ tất cả các bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường, thời gian có trong chương trình toán tiểu học lớp 5, và cái phần đầu vào của chúng là cũng được thể hiện chính xác ở đây. Chúng ta có thể chọn dạng toán là vận tốc, thời gian và quãng đường. Với thời gian chúng ta có thể chọn các cái cách mà chúng ta thể hiện tính toán ở dạng đơn giản, ở dạng hỗn hợp và dạng phức tạp. Chúng ta có thể nhập trực tiếp dữ liệu ở đây hoặc phần mềm tự động sinh và cái mẫu bài toán là chúng ta có thể chuyển chọn cái mẫu bài toán và bấm nút chấp nhận thì phần mềm nó ra đúng cái bài toán chúng ta lựa chọn. Thế như vậy đây là toàn bộ cái tôi vừa mới trình bày cái phần
mô tả cái phần 2 của cái dạng toán, dạng toán có lời văn trong mỗi chương trình nha.